Hội hè lễ Tết của người Việt là cuốn sách tập hợp những tiểu luận của học giả Nguyễn Văn Huyên về lễ Tết, hội hè và về tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt trong xã hội truyền thống. Học giả Nguyễn Văn Huyên sinh năm 1908, mất năm 1975. Tên tuổi và sự nghiệp của ông gắn liền với sự hình thành, phát triển của ngành dân tộc học, nhân học Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20. Ông cũng là người có những đóng góp đặc biệt trong việc xây dựng nền giáo dục Việt Nam. Hội hè lễ Tết của người Việt, bản gốc được viết bằng tiếng Pháp với cách trò chuyện thú vị giữa một tri thức bản địa và độc giả Pháp, những người đang mong muốn và thậm chí tham vọng tìm hiểu về văn hóa Việt Nam một cách kỹ lưỡng. Nhưng không chỉ dành cho những độc giả Pháp, mà chính những người Việt khi đọc quyển sách cũng sẽ nhận ra rằng còn rất nhiều điều chúng ta chưa thực sự rõ về văn hóa Việt. Đọc qua từng trang sách, chúng ta sẽ cảm nhận và đắm mình trong không khí của Tết Nguyên Đán, Tết Thanh Minh, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có những hình dung rõ ràng và như được trực tiếp tham gia rất nhiều lễ hội truyền thống của dân tộc. Những điều đặc biệt khác như tục thờ cúng thần tiên, sự có mặt của các thành hoàng làng, các húy kỵ sinh và tử, sự phong nhiêu của các thần tiên gốc Việt cũng sẽ được tác giả mô tả, phân tích hết sức sinh động, tinh tế và khoa học. Mở đầu một năm mới cũng là dịp lễ đầu tiên của người Việt, đó là Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán được tác giả tái hiện một cách chân thực, sống động qua những hoạt động của người Việt trong quá trình đón Tết, từ việc lau dọn đồ thờ cúng bằng gỗ, đánh bóng lại đồ thờ bằng đồng hay bằng thiếc, thay cho của bát hương, dựng cây nêu để xua đuổi ma quỷ, và cũng là để chỉ đúng đường cho tổ tiên trở về ăn Tết cùng gia đình. Tất cả những hoạt động ấy diễn ra trong sự khẩn trương, bận rộn nhưng lại khiến con người ta cảm thấy vui vẻ, ấm lòng trong mùa sum họp. Nhưng không chỉ dừng lại ở việc tái hiện không khí nhộn nhịp của Tết Nguyên Đán hay các dịp lễ Tết, hội hè khác của người Việt, tác giả còn đem đến cho người đọc nhiều kiến thức văn hóa bổ ích. Các ngày lễ, ngày hội được đề cập trong cuốn sách tuy khác nhau về thời gian và sự hình thành, cũng như các hoạt động truyền thống của từng dịp lễ hội cũng có khác nhau, nhưng tựu chung, chúng đều đem đến cho đời sống của người Việt thêm phần đa dạng, giàu bản sắc. Chính những hoạt động lễ Tết, hội hè này đã và sẽ tiếp tục tạo ra sợi dây liên kết trong gia đình, trong xã hội và được truyền qua các thế hệ, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Bởi luôn lắng nghe và suy tư về nguồn cội, nên những trang viết của học giả Nguyễn Văn Huyên sau hơn 70 năm vẫn vô cùng hấp dẫn đối với độc giả, đặc biệt trong thời khắc khi chúng ta chuẩn bị đón chào năm mới, chuẩn bị cùng gia đình, người thân đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần.